Lại nữa, Khánh hỷ nếu các Bồ Tát nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nghi ngờ, dò dự là có hay không có, thì các Bồ Tát này khi tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa, Khánh hỷ nếu các Bồ Tát xa lìa bạn lành, bị bạn ác khống chế, chẳng nghe nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, do chẳng nghe nên chẳng thấy, chẳng biết làm thế nào để tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì các Bồ Tát này khi tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa liền bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa, Khánh hỷ nếu các Bồ Tát bị pháp tà khống chế, khi ấy ác ma liền nghĩ: Bồ Tát này là bạn của ta, làm cho vô lượng người xả bỏ chánh pháp, làm cho nguyện của ta được viên mãn, thì các Bồ Tát này tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa liền bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa, Khánh hỷ nếu các Bồ Tát khi nghe thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bảo với các Bồ Tát khác: Bát Nhã Ba La Mật Đa này lý thú sâu xa, khó tin khó hiểu, như thế thì biên chép thọ trì đọc tụng mà làm gì, nguồn gốc này chính ta còn chẳng thể đạt được, huống là những người trí cạn phước mỏng kia, thì các Bồ Tát này khi tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa liền bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa, Khánh hỷ nếu các Bồ Tát khi chê Bồ Tát khác nói thế này: ta có thể an trụ hạnh chân thật viễn ly, còn các ông đều chẳng có, bấy giờ ác ma vui mừng hớn hở, thì các Bồ Tát này khi tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa liền bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa, Khánh hỷ nếu khi các Bồ Tát tự ỷ vào tên tuổi dòng họ và công đức tu hạnh đầu đà của mình mà khinh miệt các chúng Bồ Tát tu các pháp thắng thiện khác, thường khen mình và hủy báng chê bai các vị khác, họ thật không có các tướng hành trạng của bất thối chuyển mà cho mình có, nên phát sanh phiền não, khi ấy ác ma rất vui mừng nghĩ: Bồ Tát này làm cho cung điện và quốc độ của ta chẳng trống không, mà còn tăng thêm cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Khi ấy ác ma rút thần lực cho người kia, làm cho càng tăng thêm uy lực biện tài, do đó được nhiều người tin nhận lời của người kia. Nhân đó khuyên phát đồng ác kiến như người kia, ác kiến đồng rồi học theo pháp tà của người kia, học theo pháp tà rồi phiền não thêm mạnh, vì tâm điên đảo nên phát sanh ba nghiệp, luôn nhận quả chẳng đáng ương, do nhân duyên này thêm nẻo ác, làm cho cung điện của ma càng thêm đông đảo, cho nên ác ma vui mừng hớn hở, muốn làm điều gì đều tùy ý tự tại, thì các Bồ Tát này tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa liền bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa, Khánh hỷ nếu hữu kỳ Bồ Tát cầu thanh văn độc giác thừa, chê bai gây gổ phỉ báng nhau, thì bây giờ ác ma nghĩ: này Bồ Tát này tuy xa Bồ Đề nhưng chẳng xa lắm, tuy gần nẻo ác nhưng chẳng gần lắm, nếu khi Bồ Tát cùng với thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa chê bai gây gổ phỉ báng nhau, thì khi ấy ác ma nghĩ: hai Bồ Tát này rất xa Bồ Đề, rất gần nẻo ác. Nghĩ xong mà rất vui mừng hớn hở và oai lực của chúng tăng thêm, làm cho hai bên bạn bè đấu tranh luôn chẳng dứt, khiến vô lượng vô biên hữu tình khác đều rất nhàm chán đại thừa. Các Bồ Tát này khi tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa liền bị ma làm rối loạn. Lại nữa, Khánh hỷ nếu các Bồ Tát chưa được thọ ký bất thối chuyển Bồ Đề, đối với các Bồ Tát đã được thọ ký bất thối chuyển Bồ Đề, sanh tâm tổn hại, đấu tranh, khinh miệt, chê bai, mắng nhiếc, phỉ báng, tùy theo các Bồ Tát này phát khởi bao nhiêu tâm niệm chẳng lợi ích, thì thối lùi bấy nhiêu kiếp từng tu thắng hạnh, trải qua bấy nhiêu đời xa lìa bạn lành, lại chịu bấy nhiêu đời sanh tử ràng buộc. Nếu chẳng xả bỏ tâm đại Bồ Đề thì trở lại bấy nhiêu kiếp mặc áo giáp hoằng thệ, siêng tu thắng hạnh không lúc nào gián đoạn, rồi sau mới được bù đắp lại bấy nhiêu công đức. Bấy giờ Khánh hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát này đã phát khởi tâm ác sanh tử tội lỗi,